Tại vì Lộc đã giảm cái giá rất là sát rồi, giá cũ của nó là 350.000 cơ, nó đã giảm. Xin kính chào quý vị các bạn và tất cả quý khách hàng. Thì hôm nay mình làm cái video để chia sẻ giới thiệu các bạn một cái bộ sản phẩm. Sản phẩm này có tên là viên bổ thận hầu biển. Đấy, viên bổ thận hầu biển này thì nó không đơn giản là chỉ có một cái thành phần là hầu biển mà thôi, mà chúng ta có thể nhìn ở đây. Các bạn có thể nhìn đây, bộ sản phẩm này có rất nhiều thành phần. Đấy, các bạn có thể dừng video và xem lại các thành phần của nó ở tại đây, hoặc là các bạn sẽ kích vào đường link bên dưới để xem mô tả chi tiết sản phẩm ở trong trang mô tả sản phẩm nhé. Thì cái sản phẩm này Lộc thích nhất là cái dâm dương hoắc. Cái dâm dương hoắc là một cái rất là mạnh, nó tăng cường sinh lý, tăng cường cái khả năng sinh tinh, khả năng bổ sung tinh chất cho đàn ông. Thì cái dâm dương hoắc là cái mình thích nhất. Và cái thứ hai, nó có cái bá bệnh là để bổ sung cả ngũ tạng. Ngũ tạng bá bệnh nó sẽ bổ sung cả ngũ tạng, không chỉ riêng là thận. Rồi có sâm cau, rồi tiếp theo là có sâm nhung maca đó. Và có một chút chiết xuất đông trùng hạ thảo, bổ sung một chút kẽm để cho cơ thể chúng ta có năng lượng hơn. Đấy. Rồi là có cả bột nhung hiêu và các chất khác bổ trợ. Thì ở đây là Lộc muốn chia sẻ các bạn một cái sản phẩm mà Lộc đã uống và đã sử dụng, và là trước đây tìm được một sản phẩm mà nó có được dâm dương hoắc cùng với cả kẽm, cùng với cả nhục thung dung và bá bệnh đi cùng. Thì Lộc đã phải tìm rất nhiều các sản phẩm uống ghép với nhau để mới có được các thành phần chung như vậy. Chứ chưa bao giờ Lộc nghĩ rằng là lại có một sản phẩm nó lại có đủ cái thành phần như vậy. Là trong một cái hộp sản phẩm khi mở ra thì nó cũng có tiếp một cái tờ nữa để chúng ta dễ quan sát, dễ xem hơn. Đấy, và nó ghi rõ cái công dụng ở tại đây. Công dụng ở đây nó sẽ là công dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Cái này thì quá chuẩn rồi. Đấy. Và ở đây yêu cầu là chúng ta sẽ uống hai lần một ngày, và mỗi lần uống sẽ hai viên. Chúng ta uống sau ăn 30 phút, uống vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Đó, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Sau ăn nhé. Ở đây các bạn nhìn này, ở đây là hộp của nó. Mỗi hộp này sẽ chứa 30 viên. Mỗi hộp này sẽ chứa 30 viên nhé. 30 viên thì hai hộp chúng ta sẽ có 60 viên. 60 viên này thì chúng ta sẽ uống được trong một tháng. Đó. Và thông thường thì các thực phẩm chức năng thì chúng ta phải uống vài cái lộ trình thì nó mới có cái hiệu nghiệm, thì nó mới có cái hiệu nghiệm thật sự của nó. Đây, hộp không của chúng ta đây, hộp rất là đẹp. Và sản phẩm này thì trước đây là Lộc bán với giá là 350.000, nên là đây là giá của trước đây. Trước đây là giá là 350.000, mà Lộc sẽ ưu đãi một cái giá rất là rẻ, một cái giá rẻ tuyệt vời cho tất cả những ai may mắn xem được cái video này. Tất cả những người may mắn xem được cái video viên bổ thận mà Lộc chia sẻ hôm nay đây, thì các bạn chỉ cần phải mua với một cái giá rất là rẻ thôi, đó là 260.000, và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển trên toàn đất nước Việt Nam với mức giá là 260.000. Các bạn nhớ nhé, 260.000 miễn phí tất cả mọi sự vận chuyển cho các bạn. Thì nghĩ rằng đây là một cái giá rất là tốt và không ai bán cho các bạn cái giá này đâu, một mức giá rất là rẻ, 260.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Các bạn nhớ rõ cho Lộc nhé. Sản phẩm này thì nó đặc biệt của nó là nó để trong cái hộp này, nó không phải là hộp nhựa mà hộp này hộp thủy tinh nhé. Hộp này hộp thủy tinh thì nó sẽ kéo dài cái thời hạn sử dụng. Ví dụ các bạn uống nhiều các loại thực phẩm chức năng cùng lúc, hoặc là uống nhiều sản phẩm thuốc cùng nhau, thì đôi khi là chúng ta sẽ phải giãn cách. Ví dụ chúng ta uống một tháng cái này chúng ta dừng lại, hoặc là bao nhiêu lâu đó chúng ta dừng lại chúng ta vẫn còn dư, thì chúng ta có cái hộp này, nó sẽ giữ được lâu hơn. Là cái thời gian của nó là lên tới 3 năm hạn sử dụng. Đấy, 3 năm hạn sử dụng nhé. Hạn sử dụng là 3 năm cho hạn sử dụng, thì nó rất là tốt, thì nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta được sử dụng lâu như vậy. Thì đây là một sản phẩm được công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Trung ương Daiofaco ở Hà Nội nhé, ở Hà Nội sản xuất, các bạn nhớ nhé. Thì đấy là chia sẻ với các bạn về công ty sản xuất và về nơi xuất khẩu ra cái sản phẩm này.
thì video nói về sản phẩm thường chức năng nào cũng vậy, thì Lộc cũng nói rất là nhiều rồi, khi các bạn uống một cái sản phẩm thường chức năng thì đôi khi là chúng ta phải uống một cái lộ trình dài thì nó mới có được cái hiệu quả nhất định mà chúng ta có thể cảm nhận được, và có thể là sẽ giúp chúng ta chấm dứt được các tình trạng liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Và cũng có thể là một số sản phẩm chúng ta uống một nửa liệu trình của nó để chúng ta cảm nhận xem là nó có phù hợp với cơ địa của chúng ta không. Chúng ta thường là uống như vậy, Lộc cũng uống như vậy để xem nó có phù hợp với cơ địa của chúng ta không. Thì đây là Lộc chia sẻ với các bạn về các bộ sản phẩm như này, thì ước mong là các bạn sẽ có cái thêm cái kiến thức để chúng ta hiểu được rằng là mỗi một cơ địa chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm khác nhau và uống để chủ yếu là bổ sung cái việc tăng cường sinh lý, cải thiện cuộc yêu, sức khỏe nam tính, thì chúng ta uống nó phải có dâm dương hoắc, có bá bệnh, có nhục tương dung, có nhung hiêu, có bột nhung hiêu. Đó thì đấy là cái điều rất là quan trọng, có kẽm là điều rất quan trọng. Đàn ông chúng ta phải cần những cái chất đó. Ước mong là các bạn sẽ có cái thêm cái kiến thức để chúng ta hiểu được rằng là mỗi một cơ địa chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm khác nhau và uống để chủ yếu là bổ sung cái việc tăng cường sinh lý, cải thiện cuộc yêu, sức khỏe nam tính, thì chúng ta uống nó phải có dâm dương hoắc, có bá bệnh, có nhục tương dung, có nhung hiêu, có bột nhung hiêu. Đó thì đấy là cái điều rất là quan trọng, có kẽm là điều rất quan trọng, và đàn ông chúng ta phải cần những cái chất đó để thăng hoa trong chuyện yêu đương. Thì đó là cái mình muốn chia sẻ, các bạn có cần hỏi và tư vấn gì liên quan đến kiến thức sức khỏe thì hãy hỏi Lộc, hãy nhắn tin cho Lộc và Lộc sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu biết có nhiều kiến thức về vấn đề sức khỏe hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video tại đây, và Lộc cảm ơn và xin gửi lời chúc đến các bạn, ước mong là các bạn sẽ ủng hộ. Các bạn nào muốn mua sản phẩm này, muốn đặt sản phẩm này thì hãy nhắn tin, gọi điện trên số điện thoại là 0969279895 và Lộc sẽ chờ đợi các bạn để ship cho các bạn cái món hàng này. Và nếu các bạn nào kiên trì đã xem đến cuối cùng của video này thì Lộc sẽ giảm giá cho bạn nào mua hai hộp này cùng lúc, tức là mua hai hộp thì nó sẽ có bốn cái lọ này, các bạn có thể mua cho người thân uống cùng hoặc mua tặng làm quà, thì Lộc sẽ bán tròn 500.000 miễn phí ship trên toàn quốc các bạn nhé, bán tròn 500.000 miễn phí ship trên toàn quốc cho bạn nào mua hai hộp nhé, vì Lộc đã giảm cái giá rất là sát rồi, giá cũ của nó là 350.000 cơ, nó đã giảm gọi là 100.000 rồi, để bán nhanh sản phẩm này, để thúc đẩy doanh số cho sản phẩm này. Ước mong là chúng ta sẽ có cái cơ hội giảm giá này để chúng ta trải nghiệm sản phẩm. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Bye.